Hồi tháng 1 năm nay, các nhà khoa học nguyên tử tiếp tục đặt đồng hồ ngày tận thế ở mốc trước nửa đêm 90 giây, giữ nguyên so với năm ngoái. Điều này cho thấy các mối đe dọa hạt nhân từ cuộc xung đột Nga-Ukraine không gia tăng so với trước đây. Tuy nhiên, việc đồng hồ không di chuyển thêm không đồng nghĩa với việc các mối đe dọa đã được bình ổn. Theo các nhà khoa học, các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng kết hợp với vũ khí tiên tiến mà các quốc gia sở hữu hiện nay có thể khiến thế giới rơi vào một kịch bản không ai là người chiến thắng. Theo chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân trên toàn cầu năm 2023 đã tăng thêm 10,7 tỷ đô la Mỹ so với năm 2022. Dẫn đầu là Mỹ, chiếm tới 80% mức tăng đó. Ngày 17 tháng 6, khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận rằng 23 thành viên của Liên minh sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quân sự. Ông cho biết số thành viên NATO đạt mục tiêu này đã tăng hơn gấp đôi trong 4 năm qua. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho biết, Nga cũng đang cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân, vốn được dùng để điều chỉnh và xác định cách nước này sử dụng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mình. Ông cáo buộc các nước phương Tây đang hạ thấp tiêu chuẩn sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả việc phát triển các thiết bị hạt nhân có năng suất cực thấp. Tuy nhiên, ông không tiết lộ các điều chỉnh cụ thể với học thuyết hạt nhân hiện tại là gì. Học thuyết hạt nhân hiện tại quy định Nga có thể sử dụng loại vũ khí hủy diệt này để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân, hoặc trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quy ước nhưng không gây ra mối đe dọa cho sự sống còn với nước Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, một số nhà phân tích quân sự Nga có quan điểm cứng rắn đã ủng hộ việc Nga hạ thấp tiêu chuẩn khi nào sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một phát biểu ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kataplov cảnh báo việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế và sự an toàn của nước Nga. Bất chấp những thách thức của chiến tranh Ukraine, Hải quân Nga vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh thông qua các tàu ngầm của mình. Một báo cáo của hãng thông tấn nhà nước TASS mới đây tiết lộ rằng, Hải quân Nga thông báo rằng các tàu ngầm Novorossiysk và Dmitro gần đây đã thực hiện các cuộc tập trận ở biển Baltic, thể hiện các kỹ năng tác chiến của các tàu ngầm diesel điện. Thông cáo báo chí nêu rõ, tại biển Baltic, sau các cuộc tập trận chống tàu ngầm, thủy thủ đoàn của tàu ngầm Novorossiysk đã thực hiện một cuộc tấn công bằng ngư lôi bằng cách sử dụng đạn thực hành không có đầu đạn. Trong cuộc tập trận, các tàu ngầm đã thực hiện các kịch bản tác chiến. Cơ quan báo chí đưa tin các thủy thủ đoàn đã thực hiện các thao tác cơ động để tránh các cuộc tấn công của đối phương, cải thiện khả năng hoạt động nội bộ tàu. Họ cũng tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm để phát hiện và theo dõi các tàu ngầm của kẻ thù giả định. Sau cuộc tập trận phóng ngư lôi, các thủy thủ tàu ngầm tiếp tục khóa huấn luyện chiến đấu theo kế hoạch trên biển Baltic. Theo Bulgarian Military, những cuộc tập trận này rất quan trọng do căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO ở khu vực Baltic. Nga được cho là đang sử dụng cuộc tập trận của các tàu ngầm để thể hiện sức mạnh và gửi thông điệp đến các đối thủ của mình. Trước đó, Nga đã điều tàu ngầm hạt nhân Kazan cùng các tàu khác đến Cuba để tập trận quân sự ở vùng Caribe, một động thái được cho là nhằm gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới Mỹ. Trong hành trình của mình, tàu ngầm hạt nhân Nga đã áp sát bờ biển Mỹ, đi từ Na Uy đến Cuba. Nhóm tàu Nga do tàu đô đốc Gorshkov được trang bị tên lửa siêu thanh Tsar dẫn đầu, luôn bị máy bay chống ngầm P-8 Poseidon của NATO theo dõi chặt chẽ. Tàu ngầm hạt nhân Kazan cũng được phát hiện gần bờ biển phía tây Scotland trên đường tới Cuba. Khu vực này gần căn cứ hải quân SM Clyde tại Falkland, nơi có các tàu ngầm hạt nhân của Vương quốc Anh và các tàu hải quân hoàng gia khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để chấm dứt xung đột với Nga, và kế hoạch này đã sẵn sàng vào cuối năm nay. Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này, có yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh cho Kiev. Moscow coi các điều kiện này là phi thực tế. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện phải dựa trên tình hình thực tế, xét tới lợi ích an ninh của Nga. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine phải mạnh trên chiến trường vì Nga chỉ tôn trọng sức mạnh. Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi ông ký hiệp ước an ninh dài hạn với Liên minh châu EU hôm 27 tháng 6, rằng buộc khối này phải viện trợ quân sự và tài chính trong nhiều năm. Mỹ và một số đồng minh cũng ký các hiệp định viện trợ riêng với Kiev, đồng thời cam kết hỗ trợ Kiev trong thời gian dài. Các nhà ngoại giao phương Tây đã công khai nói rằng mục đích của các hiệp định nhằm bảo vệ chính sách về Ukraine trong trường hợp ứng cử viên Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây. Phát biểu tại Brussels, ông Zelensky tuyên bố Ukraine không muốn kéo dài chiến tranh
và không muốn cuộc xung đột kéo dài trong nhiều năm.